em cũng biết rằng Bororo là một nhân vật chính trong một bộ phim hoạt hình rất nổi tiếng ở Hàn Quốc. Chim cánh cụt vốn dĩ là một loài chim không thể bay, nhưng Bororo luôn mơ ước mình trở thành phi công để được bay lượn trên bầu trời, và chú đã không ngừng dũng cảm đối đầu với thử thách để nuôi dưỡng và thực hiện ước mơ ấy của mình. Đây quả là một thông điệp rất có ý nghĩa đối với tất cả chúng ta, và chị nghĩ rằng để thực hiện ước mơ của mình thì chúng ta phải không ngừng cố gắng, không ngừng vươn lên và hoàn thiện bản thân mình để bản thân ngày một tốt hơn, giỏi hơn và có ích hơn, đúng không các em? Đây là một cái phòng khám bác sĩ nè. Đây là công viên cho trẻ em chơi. À, ô tô. Đẹp quá các em ơi. Bororo, xin chào tất cả các bạn. Các em ơi, trời ơi, chị Gà Chua nhìn thấy hả? Của hàng vô cùng lớn, mà cái gì cũng có nha. Từ đồ ăn, đồ uống nè, tới đồ chơi nè, đồ dùng học tập nè, tới chăn màn chiếu gối, kể cả dụng cụ ăn, thuốc xịt khuẩn. Có rất nhiều. Nói chung là một em bé chỉ cần vào đây thôi là sẽ mua được tất tần tật đồ dùng từ A đến Z đó các em. Bây giờ chị sẽ dắt chúng ta đi tham quan một vòng nha. Bên này sẽ là khu vực đồ ăn uống. Đó, ngay cổng vào là chúng ta đã có rồi nha các em. Nhìn món nào cũng rất là ngon, mặc dù chị Gà Chua là người lớn. Wow, trời ơi, nhìn chỗ này đã quá các em ơi. Thèm quá, thèm quá. Nhất định là chị Cà Chua sẽ ăn thử hết cửa hàng Bororo. Nếu như các em muốn chị Cà Chua ăn thử hết cửa hàng Bororo thì nhớ để lại dưới bình luận cho chị nha. Còn phía bên này sẽ là các loại ngũ cốc để cho các em bé ăn sáng nè. Thực ra chị Cà Chua là người lớn cũng thích ăn loại ngũ cốc này. Phía bên này sẽ là dụng cụ học tập. À, những cái bút sáp màu theo tiêu chuẩn quốc tế rất là an toàn cho trẻ nhỏ nhé. Bạn trang ghép hình ta vô này họ nhìn dễ thương cực kỳ luôn, mà chúng ta có rất là nhiều hình để lựa chọn các em nhé. Wow, tới khu vực sticker nè, chắc hẳn bé gái nào vào đây cũng sẽ ghiền cái khu vực sticker này nha các em. Chỉ là giả vờ thôi các em ạ, cái bộ đồ chơi này khá là nhẹ. Đây là cả một ngôi nhà rất là to. Wow, đã quá à. Như các em cũng đã thấy, đồ ăn thì rất là nhiều và đồ chơi thì càng nhiều hơn, nhiều vô số kể luôn các em ạ. Từ đồ chơi bé trai, đồ chơi bé gái. Nhìn hoa hết cả mắt các em. Từ nãy tới giờ hả, em bé Cà Chua đi qua đi lại và hả, món nào nhìn cũng sờ mó rất là hiếu kỳ và rất là muốn mua luôn các em ơi. Kiểu này hả, chắc Cà Chua sắp phá sản nữa rồi. Cái khu vực quầy thú bông này hả, rất là đa dạng nha. Có Bororo nhỏ và các bạn nhỏ, Bororo lớn và các bạn lớn nữa. Em xem nè. Ý, có cả ba lô nữa đây các em. Ta-da,
Còn khu vực phía bên này sẽ là những dụng cụ ăn uống cho bé. Trời ơi, ở đây họ có rất là nhiều dụng cụ vô cùng dễ thương nha. Từ cái ly nè, cái chén, bộ đồ ăn riêng tới bình sữa, bình nước. Rất là dễ thương luôn. Chị là người lớn nhưng mà ước gì chị có một bộ như thế này ha. Ngoài ra chúng ta còn có những chiếc bàn chải vô cùng xinh xắn đáng yêu để cho các bé hả đánh răng sạch sẽ mỗi ngày và có cảm hứng đánh răng khi mà tại vì những cái bàn chải dễ thương mà. Dừng lại, mua bé. Tiền đâu? Ok, bé đây. Em bé là chơi đua xe mệt rồi đúng không? Bây giờ chúng ta ăn nha. Nhâm. Ok. Nhâm. Khát nước rồi đúng không? Nước ngon không? Mình sẽ mở bộ đồ chơi này ra nha. Wow, bên trong còn một cái hộp rất là xinh nữa. Một bộ đồ để chúng ta ghép thành nhà nha. Wow, lúc mà chị cầm á thì chị cảm thấy là đồ đã rất là chắc chắn rồi. Lúc mà ok, chúng ta còn có sticker nhé. Sticker để dán vào những cái chi tiết này để làm thành một ngôi nhà thật là xinh. Một điều này vô cùng thú vị. Đây là bộ đồ chơi mà chúng ta có thể mang đi chơi như thế này đó các em. Y như là một cái cặp vậy luôn á. Đó, các em xem nè. Yeah. Các em ơi, vậy là chị Hà Chua đã mua hết cửa hàng Bororo ở Crescent Mall, quận 7. Ở đây là ở tầng B1 nha. Trời ơi, trước đây á, em bé Cà Chua rất là thích đồ Bororo cho nên là chị cũng rất là thích. Trước đây thì chúng ta chỉ mua được nước uống và một số loại bánh thôi. Nhưng mà không ngờ bây giờ chị phát hiện ra cửa hàng Bororo ở quận 7 này hả, vô cùng rộng lớn và vô cùng nhiều đồ. Vậy là từ bây giờ là chị Cà Chua đã có địa điểm mua đồ Bororo cho em bé ở đây rồi. Tất cả mọi thứ đều ở đây. Và nếu như các em muốn mua đồ Bororo thì cũng hãy đến đây nha. Ở đây hả có rất là nhiều chỗ cho chúng ta không chỉ là mua đồ mà chúng ta còn có thể vui chơi, chụp hình được đấy. Còn bây giờ video này đến đây cũng đã kết thúc rồi. Bây giờ chị phải dắt hai cái xe này đi ra quầy tính tiền.